cao sang. Nhưng mà mỗi người có một cái tư tưởng, thì đó nhận biết rằng là tư tưởng của bậc chân tư tưởng hạng thì bài phá bài kinh rồi Đức Phật dạy rất là thiết thực. Chứng thiền của vị xuất gia từ giai cấp nào, hay là giữ giới đồ đà, hay là tu chứng thiền, thì nó cũng có hai cách suy nghĩ. Một là cách suy nghĩ của hạng chân nhân và của hạng phi chân nhân. Thì ở đây là Đức Phật muốn nhắc nhở để các vị tỳ kheo thực hành cái pháp của bậc chân nhân, bỏ đi cái tánh của hạng phi chân nhân. Hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho Trung Tịnh Thượng Sư trong chương trình hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ thủ lành thai, chúng con thánh đảnh lễ tri ân ngài Thầy Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Thầy giác và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin đọc phần chánh kinh 113 chân nhân sắc Bodhisa Sutta. Bodhisa chính là con người đúng nghĩa con người. Chỉ cho bậc hiền nhân thiện trí ở đời. Ở đây, chỉ cho người sống với giá trị thật. Trong pháp thoại này, bậc đạo sư dạy về một vị xuất gia trên hành trình tu tập, quan niệm thế nào là đúng đắn đối với chúng mình. 1054. Nhìn bên ngoài như vậy, nhưng thực chất có khác biệt. Cho dù mang hình thức tu sĩ, ngay cả với sự thành đạt trong lĩnh vực thiền định, thì vẫn cần phân biệt cái. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn Sao Quá Thí Chê Tá Quá Ná tại tịnh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các vị các tỳ kheo thưa vâng bạch Thế. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho ông chân nhân pháp và phi chân nhân pháp. Các ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: này các tỳ kheo, thế nào là phi chân nhân? Này các tỳ kheo, có người phi chân nhân xuất gia từ một gia đình ấy suy nghĩ sao? Ta từ một kheo này không xuất gia đình cao sang, vì người ấy thuộc gia đình cao sang nên người thì các tỳ là phi chân nhân. Các tỳ kheo với chân nhân suy nghĩ như sao? Không phải vì thuộc một gia đình cao sang mà tham pháp đi đến đoạn trừ, các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến. Nếu một từ một gia đình các pháp chân chánh
hành trì thuận pháp. Thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ bạch đăng bằng chánh yếu anh ta khen mình chê người vì tự mình thuộc vào gia đình cao sang như vậy. Này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, một phi chân nhân xuất gia từ một gia đình lớn, vân vân, xuất gia từ một gia đình đại phú, vân vân, xuất gia từ một gia đình quý phái. Người ấy suy nghĩ như sao? Ta xuất gia từ một gia đình quý phái, còn các kheo này không. Quý phái nên khen mình trên này các chỉ phi chân nhân pháp. Các chỉ khen nhân suy nghĩ như sao? Không phải một gia đình quý phái pháp đi đến từ hai các sân pháp đi đến phải từ một gia đình quý phái. Và người hành trì đúng pháp, thuận pháp, thì thuận pháp, thời ở đây, kính trọng, ở tháng tháng. Người ấy, được sau khi lấy đạo lực. Các tỳ kheo là phi chân nhân pháp. Tỳ kheo người chân nhân mình được nhiều người biết đến, mà pháp đi đến đoạn trừ, hai sân pháp đi đến đoạn trừ, hai các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không được nhiệt đến, không có danh xưng, và người ấy hành trì pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chính yếu, không khen mình chê người vì tự mình được nhiều người biết và danh xưng, nhất chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân được các vật cúng dường như đồ ăn thất thực, sàng tọ, y liệu trị bệnh. Người ấy suy nghĩ như sao? Ta nhận được các vật cúng dường như y các đồ ăn thất thực, sàng tọ, y liệu trị bệnh. Còn kheo này không nhận được y phục, các đồ ăn thất thực, sàng tọ, y liệu trị bệnh. Vì người ấy thâu nhận được như vậy nên khen mình chê người. Như vậy, này kheo là phi chân nhân pháp. Và này các tỳ kheo, người chân nhân suy nghĩ như sao? Không phải vì tự mình nhận được các vật cúng dường, y phục, các đồ ăn khất thực, sàng tọ, y liệu trị bệnh, mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, các sân pháp đi đến đoạn trừ, hai si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không nhận được các vật cúng dường như y phục, các đồ ăn khất thực, sàng tọ, y liệu trị bệnh, và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp hành, thì trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, tự mình được thâu nhận như vậy. Như vậy này thì các tỳ kheo đáp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân là người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như sao? Ta là người nghe nhiều, còn các tỳ kheo
sau này không nghe. Người ấy do được nghe nhiều nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các tỳ kheo, người chỉ nghe nhiều mà các trừ. Các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu có người không nghe nhiều và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều như vậy. Này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân là bậc trì lực. Người ấy suy nghĩ như sau: ta là bậc trì lực, còn các tỳ kheo này không là bậc trì lực. Do tự mình trì luật, người ấy khen mình chê người như vậy. Này tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các tỳ kheo, người chân nhân nghĩ như sau: không phải vì tự mình là bậc trì lực mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu có người không phải là bậc trì lực, những người này đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm, không khen mình chê người, tự mình là bậc trì lực. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, người phi chân nhân là người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như sau: ta là người thuyết pháp, còn các tỳ kheo này không phải là người thuyết pháp. Vì tự mình là người thuyết pháp nên người ấy khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các tỳ kheo, suy nghĩ như sau: không phải do tự mình là bậc thuyết pháp mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không phải là thuyết pháp nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân là người theo hạnh sống mẫn. Người ấy suy nghĩ như sau: ta là người theo hạnh sống ở núi rừng, còn các tỳ kheo này không theo hạnh sống ở núi rừng. Đấy, vì tự mình theo sống hạnh, người ấy tự mình theo hạnh sống ở rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân. Này các tỳ kheo, nghĩ như sau: không phải từng theo hạnh sống ở rừng núi mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh sống ở rừng núi nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này tỳ kheo, chân nhân theo hạnh mặc y phấn tạo. Người ấy suy nghĩ như xa là người theo hạnh mặc phấn tạo y, còn các tỳ kheo này không là người theo hạnh mặc phấn tạo y. Người này do tự mình theo hạnh mặc phấn tạo y nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân.
Và này, và người chân nhân này, các tỳ kheo như sau: không phải vì tự mình theo hành mặc quần mặc phấn tạo y mà các pháp đi đến động trừ, các sân pháp đi đến động trừ, hay các si người không theo hành mặc phấn tạo y, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình trên vì mặc phấn tạo y. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có phi chân nhân là người theo hạnh khất thực. Người ấy suy nghĩ như sau: ta theo hạnh khất thực, các tỳ kheo này không được theo hạnh khất thực. Người ấy do tự mình theo hạnh khất thực nên được, nên khen mình và chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: không phải vì tự mình theo hạnh khất thực mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hai các sân pháp đi đến đoạn trừ, hai các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh khất thực, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự theo hạnh khất thực. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, một người phi chân nhân theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ấy suy nghĩ như sau: ta là người theo hạnh sống dưới gốc cây, còn các tỳ kheo này không theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ấy do tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: không phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh sống dưới gốc cây, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh và hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân theo hạnh sống nghĩa địa vân vân, theo hạnh trời vân vân, theo hạnh sống thường ngồi không nằm vân vân, theo hạnh ngồi tại chỗ mời vân vân, theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Người ấy suy nghĩ như sau: ta theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi, còn các tỳ kheo này không theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Tự mình theo hạnh ăn một lần ngồi nên khen mình chê người. Như vậy, này các kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: không phải mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hai các sân pháp đi đến đoạn trừ, hai các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh chỉ ăn một lần nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn một lần ngồi. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân ly dục ly bất thiện pháp, chứng trụ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta là người chứng được sơ thiền, các tỳ kheo này không chứng được sơ thiền. Người ấy do tự mình chứng được sơ thiền nên khen mình chê người.
Như vậy này là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: định sơ thiền tự tánh đã vô tha mái, Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tha mái làm tánh yếu, không khen mình chê người, vì chứng được định sơ thiền. Như vậy này các tỳ kheo, lại nữa này các tỳ kheo, có người phi chân nhân pháp và tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vân vân. Thiền thứ ba chứng và trú thiền thứ tư. Người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng đắc định thiền thứ tư, còn các tỳ kheo này đắc định thiền thứ tư. Người ấy vì chứng đắc định thiền thứ tư ấy nên khen mình chê người. Như vậy này tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: thứ tư tánh là vô tham ái, Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh điền đổi khai. Con xin sám hối với đạo tràng. Người ấy sau khi lấy vô tham làm yếu, không khen mình chê người, vì chứng đắc định thiền thứ tư. Như vậy này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa này các tỳ nhân, vượt lên mọi sắc tưởng, vượt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Người ấy nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng được định không vô biên xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định không vô biên xứ. Người ấy vì chứng được định không vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, là phi chân nhân. Và người chân nhân này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: định không vô biên xứ, xứ tự tánh là vô tham ái, đã nói như vậy. Những ai nghĩ như thầy thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chính yếu, không khen mình chê người, vì chứng được định không vô biên xứ. Như vậy này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa này các tỳ kheo, có người phi chân nhân, vượt lên không vô biên xứ, nghĩ rằng thức vô biên xứ, chứng và trú thức vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng được định thức vô biên xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định thức vô biên xứ. Người ấy vì chứng được định thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và chân nhân này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: định thức vô biên xứ tự tánh lại, Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Và người sau khi lấy vô tham ái, không khen mình chê người, vì chứng được định thức vô biên xứ. Như vậy này tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa này các tỳ kheo, có người phi chân nhân, vượt lên một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có sở hữu, chứng và trú vô sở hữu xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng được định vô sở hữu xứ, còn các tỳ kheo này không chứng định được sở vô hữu xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta được định vô sở hữu xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định vô sở hữu xứ. Ấy vì chứng định vô sở hữu xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, là phi chân nhân. Và người chân nhân này các tỳ kheo suy nghĩ như sau:
định vô sở hữu xứ tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy, những ai nghĩ thế này thế khác thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được định vô xứ. Như vậy này các tỳ kheo là chân nhát. Lại nữa, các tỳ kheo có người phi chân nhân vượt lên vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tượng phi phi tượng xứ. Người ấy suy nghĩ như sao? Ta chứng được định phi phi tượng xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định phi tượng phi phi tượng xứ. Người ấy nghĩ, người ấy vì chứng được định phi phi tượng xứ nên khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo là phi chân pháp. Và người chân nhân, này các tỳ kheo suy nghĩ như sao? Định phi tượng phi phi tượng xứ tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy, những ai nghĩ thế này thế khác thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì định phi tượng phi phi tượng xứ. Như vậy này các tỳ kheo là chân nhân pháp. Lại nữa này các tỳ kheo, người chân nhân sau khi vượt lên phi tượng phi phi tượng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ các hoặc vị này được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo này không nghĩ mình bất cứ vật gì, không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến bất cứ gì sự việc gì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo quan hệ lời Thế Tôn dạy. Hòa thượng Minh Châu dịch việc phân đoạn và chú thích. Tỳ kheo giác đẳng, Nam Mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room hành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Giá và sư nghe được âm thanh và ra thú con kính nhân mít đến sư. Hello, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn. Thì ở trong cái bài kinh Sapurisa Thamma, Sapurisa Thamma, trong cái bài kinh Trung Bộ số 113 này đó, thì hôm nay chúng ta học, thì cái bậc chân nhân được Đức Phật ngày giảng Sapurisa đó là cái bậc thiện trí, là cái bậc thiện trí thành như pháp, hành đúng pháp. Thì quý vị thấy rằng khi mà nói đến hành đúng pháp, và Đức Phật ngài nói về cái sự phi pháp, nhưng mà cái phi pháp này thì dựa vào cái pháp mà người đó khởi lên cái tự cao tự, hoặc là khen mình chê người, đó là một cái loại bất thiện pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh chân nhân này đó thì nói đến rất là nhiều những cái góc độ. Cho đến khi mà mình ở trong một vua chúa đi xuất gia, và người ta không có phải là gia đình vua chúa đi xuất, mình khởi lên cái từ cao tự đại. Thì quý vị thấy ở trong kinh như là cái bản Tóc Cú mà nói về cái vị tỳ khu Tích Xá đó, hoàng thân quốc thích rồi đi xuất gia rồi tự cao tự đại, ngồi ở trên cái pháp tòa. Chư tăng á, thì mặc y thì y ủi, y giống như là có ngăn nắp, có cái nền, cái nếp gì đó. Rồi những vị tỳ khu lớn hạ hơn, tưởng vị này là vị trưởng lão, rồi phục vụ cho vị này. Vị này khi mà những vị kia hỏi ra thì biết vị này vừa tu thôi, nhưng mà vì là một cái dòng họ Thích Ca, vì là một cái gia đình quý phái, có những cái loại đắt tiền. Như vậy thì mà cái bài kệ Pháp Cú đó, nó đánh tôi, mắng tôi đó, nó cướp tôi với tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi, và Đức Phật ngày giảng cái bài kệ Pháp Cú đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bậc mà chân nhân, dù là mình có vua chúa, dù mình là đế vương, dù là mình ở giai cấp sắc đế lì, hay là mình là
những cái vị triết gia, những cái vị thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc là những cái vị mà học Phật pháp đa văn. Đa văn có nghĩa là giỏi về tam tạng kinh điển, tam tạng chú giải, hoặc là thuyết giảng Phật pháp, hoặc là một trong 13 cái hạnh đầu đà, mình ở trong rừng mộ địa, ngồi không nằm, ăn một ngày một lần, mặc y phấn tảo, đi khất thực mà ăn. Thì trong 13 cái hạnh đầu đà đó, nó cũng là những cái pháp tu để diệt phiền não. Nhưng mà nếu vị đó nghĩ rằng ta hành cái hạnh này, những vị kia không có hành, rồi mình cho mình là số 1, mà tất cả mọi người không có giống như mình, không có được như mình, không có bằng mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đó là một cái bất thiện pháp. Thường thường thì nếu mà pháp đó nói rằng thiện trở bất thiện, do cảnh sắc là do cái tài sản của mình, do cảnh thinh là do tiếng tâm của mình ỷ lại, hay là mình được người ta khen tặng mình là người học tam tạng, nhiều kinh luật, hiểu biết nhiều phương ngoại, hay là tam tạng phệ đà, ví dụ như là tam tạng kinh, tam tạng chú giải, hoặc là ba bộ phệ đà kinh. Dù là chúng ta có thông thiên địa lý, dù là chúng ta có trở thành những cái vị pháp sư, thiền sư, luật sư, mà nếu chúng ta ỷ lại vào những cái đó mà chúng ta khen mình chê người, thì điều là phi chân nhân. Vì Đức Phật đã đặng cái bậc chân nhân đó hành cái pháp này để trừ những cái lậu hoặc. Cái lậu hoặc đó là lậu hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu là những cái gì mà mang lại từ những cái dục lạc. Dục lạc là những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục và sắc dục. Những cái dục lạc đó là những cái gì tô điểm cho cái đời sống của mình, như là xe cộ, vàng bạc ngọc ngà, châu báu tôi tớ, rồi quyền lực, đồ chúng, hay là mình từ bỏ hết những cái đó, mình hành những cái hạnh đầu đà. Nhưng mà ngược lại, khi mình đã hành như vậy đó, mình khen mình là mình tự tôn mình lên và hạ thấp tất cả chư tăng. Quý vị thấy rằng có nhiều khi mà nói tới người đời, ta nói rằng ở đời này tất cả đều đục, có mình ta tông thôi. Những cái người nói như vậy đó là những cái người mà tự tán quỷ tha. Sự nó không phải như vậy quý vị. Cái pháp của Đức Phật á, ngày dạy chân nhân á, là cái bậc hành trì để diệt trừ phiền não. Những cái phiền não đó nó ở nhiều cái góc độ ở trong cái đời sống của chúng ta. Nó có thể qua nhiều cái giai đoạn, nó ở những cái giai đoạn. Cái giai đoạn mình thông minh, mình học giỏi, nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có những cái người quên trước quên sau. Như ở chùa chúng tôi ở gần chùa, ở chùa chúng tôi đó hồi xưa có sư Định Hòa đi học bên Thái Lan, rồi đi học bên Tích Lan, học thạc sĩ cử nhân, nhưng mà cuối cùng khi mà bị đột quỵ đó, bây giờ đó thì một hai cái bài kinh thôi quý vị. Hồi xưa thì giỏi tiếng Anh, nhưng mà cuối cùng bây giờ là không còn nhớ cái gì hết. Thì quý vị mới thấy rằng con người chúng ta cái điều đó nó có được cái sự thông minh, cái sự thông thái là do nó không có bị cái chứng duyên thôi. Vì chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta bị tật nguyền, chúng ta bị tai biến, hoặc là chúng ta bị tiểu đường hay bị một cái bệnh nào đó. Thường thường quý vị thấy những người mà họ có nhiều khi đó, cái cơ thể chúng ta đó, nó có thể thích nghi, lúc này mình suy nghĩ rất là giỏi, nhưng mà có lúc đường cao hay là áp huyết lên cao, mình không còn nhớ cái gì hết, tạm thời không có nhớ được. Cái hệ thống thần kinh của mình nó không nhớ được. Và chúng ta thấy thường những người bị lão quá não đó, mình có thể muốn nói mà mình tìm không ra cái ngôn ngữ, không ra cái người, không ra cái địa danh để mình nói. Nhưng mà khi mà mình được linh hoạt đó, thường thường mình gọi là cái sắc pháp đó. Cái sắc pháp ở trong A Tỳ Đàm nói là sắc khinh nhu thích nghiệp đó. Khinh là nhẹ nhàng, nhu là nhu nghiến, thích nghiệp là vừa vặn để mình làm. Những cái sắc đó, lúc bây giờ nhu thích nghiệp đó, nó không có nghĩa là cái bệnh nó không có những cái sắc này.
Thì lúc bấy giờ mình trì trệ, mình thụ động hoặc là mình nặng nề, mình bệnh hoạn, mình khó khó di chuyển tay chân, mình khó linh động lại cho nó được. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài cho chúng ta biết rằng một người mà có thành đạt, bất luận cái sự thành đạt nào, cho đến những cái sự thành đạt của 13 hoặc là những cái sự thành đạt của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh Sắp Bố Lý Xá này đó, thì cái tự tánh của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, nó là ly dục, ly tham ái. Bởi vì cái chi định đó, nó đè được cái tham dục cái. Nhưng mà nếu người đó, đó khởi lên những cái tư tưởng, những cái tư tưởng có thể ảnh hưởng, chúng ta thấy như là tôn giả Đeo Đát Tá đã đạt được bát thiền ngũ thông, có thần thông biến hóa để chinh phục được vua A Sở Thế. Nhưng mà khi đẹp đã suy nghĩ rằng ta tạo đồ chúng, ta thay thế Phật Đà, thì chúng ta thấy rằng khi mà đều ta suy nghĩ như vậy đó, ông khởi lên những cái tư tưởng, những cái tư tưởng bất tịnh, và những cái tư tưởng đó đã làm cho ngũ thiền và mất thần thông quý vị. Có nghĩa là một người có thần thông biến hóa ra một người đầy rắn hết, quấn đầy người hết. Quý vị thấy một cái thần thông biến hóa thần thông đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, ngày nào mình chưa có đoạt trừ được những cái lậu hoặc, bởi vì thiền định nó chỉ áp chế những cái lậu hoặc thôi, nó giống như tảng đá để đè cỏ. Nhưng mà nếu mà cái tảng đá nó không có đó thì cỏ nó vẫn lên. Cái tâm chúng ta nhờ có thiền định, nhưng mà nếu cái thiền nó hoại đó thì những cái phiền não nó vẫn sanh khởi. Chúng ta vẫn biết Đức Phật này kể lại có những kiếp Ngài đắc được thiền, Ngài dùng tận thông bay ở trên hư không, nhưng mà Ngài cũng bị nhìn thấy những cái sắc khả ái và hoại thiền. Ngài đi bình thường chứ không có thần thông để bay. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật Ngài nói như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta tu tập với cái mục đích là đoạn trừ những cái lậu hoặc. Nhưng mà những cái dục lậu này nè, những cái dục lậu nó xuyên qua mắt tai mũi lưỡi thân tâm của chúng ta. Rồi hữu lậu nó cũng xuyên qua mắt tai mũi lưỡi thân tâm chúng ta. Kiến lậu là những cái tri kiến, cái tri kiến mình nghĩ rằng mình thành đạt cái này, thành đạt cái kia đó, chắc quý vị. Trừ khi nào mình thành thánh nhân, thánh tu đồ quần, thánh tư đà hàm, thánh a na hàm, thánh a la hán, thì mình lúc bây giờ mình mới tự tin được mình. Còn khi mình chưa có thành thánh nhân thì những cái kiến lậu mình nghĩ mình được cái này, đạt được cái này, đạt được cái kia, rồi mình khen mình chê người, đều là những cái tư tưởng sanh lên những cái phiền não bệnh hoạn và trì kéo chúng ta không có thể nào, giống như một người mà bị đạp gai vậy, không có đi được. Người nào dính vào danh vọng và lợi đắc nó cũng giống như người đạp gai. Ở trong kinh Tương Ưng Luân Hồi, trong kinh Tương Ưng thì có một cái đoạn Tương Ưng cung kính danh vọng lợi đắc. Thì Đức Phật, cái người nào mà bị như vậy đó, giống như là con ngựa mang thai thì nó không còn giỏi nữa. Như là cây lao nó trổ bông thì nó sẽ chết. Như cây tre mà nó ra hoa thì nó sẽ chết. Nó không thể nào mà nó sống được. Cây chuối cũng vậy, nó ra hoài nó sẽ chết. Thì nó không còn cái tăng trưởng nữa. Nó là cái điểm cuối cùng. Và cái người nào mà dính vào cái cung kính danh vọng và lợi đắc thì cũng giống như là cái cây lao hay là con lừa, con lá mang thai, con ngựa nó mang thai, nó không còn nữa. Thì người đó cũng giống như vậy. Nên cái bài kinh Chân Nhân mà Đức Phật Ngài muốn nói đó, mình hãy lực tu tập. Mình tu tập bằng cái khả năng của mình, và mình cũng thấy được những cái chướng duyên của mình và những cái lợi duyên của mình. Ví dụ chúng ta thấy như tôn giả Nanda trong thứ đó, đã từng hộ trì cho những cái vị đi học Phật Pháp, là người cư sĩ á, trưởng giả đi hộ trì cho những vị tỳ khưu. Vì những vị tỳ khưu này đi khất thực thì không có học Phật Pháp được, mà hãy đi học Phật Pháp thì không có vật thực mà ăn. Chính tiền thân của tôn giả Nanda là vị trưởng giả nói với những vị tỳ khưu, các ngài hãy đi học Phật Pháp đi, đến giờ ăn các ngài hãy đến đây thọ thực. Do cái phước duyên đó đó mà sau này tôn giả Nanda trở thành Đa Văn Quảng, nghe Đức Phật này thuyết giảng Phật Pháp, thì vị này sẽ lãnh hội được liền những cái câu cú văn kệ
mà Đức Phật Ngài thuyết giảng thì vị này nhớ giống như một cái máy thôi băng. Đức Phật Ngài nói bao nhiêu lời thì vị này cũng nói lại bao nhiêu lời, không dư không thiếu. À, được này tán thán giữa hội chúng, đó là thủ khố, là vị đa văn quảng kiến, khó có thể tìm được một người như Tôn giả Ananda. Trong phẩm Người Tối Thắng, Đức Phật Ngài cũng tuyên bố như vậy. Nhưng mà thường thì chúng ta biết rằng những cái điều này do những cái phước mà chúng ta gọi là phúc hành cho chúng ta đi tái sanh, với cái phúc hành đó cho chúng ta sanh làm người với cái tâm thiện hợp trí họ hỷ, một cái sự vô trợ, một cái phước báo nó cho ra cái sự tục sinh bằng cái tâm tục sinh. Và cái tâm tục sinh nó trở thành là một cái người có khả năng để lãnh hội văn tư hoặc là tu, có thể chứng được thiền định. Vì tục sinh là người tam nhân đó quý vị. Nên đường thường quý vị mà học Phật Pháp thì quý vị sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta tục sinh bằng người lạc vô nhân đó, là người ngớ ngớ ngẩn ngẩn đó, thì dù ai có tài năng cỡ nào dạy mình đó, thì cũng khá khá tí xíu thôi, chứ không thể nào trở thành cái người mà đa văn quảng kiến được. Một cái người mà đa văn quảng kiến đó, một cái người người ta gọi là những thiên tài đó, những người tục sinh bằng cái tâm thọ ý hợp trí, mà học giỏi, trở thành vị mà tối thường như là Đức Phật của chúng ta, bao nhiêu vị thầy đều dạy mấy ngày là không có thể nào dạy nổi nữa hết. Dù đi học ở đâu ngài cũng dễ dàng được cái mục đích cuối cùng của cái những vị giáo chủ, những người thầy dạy, ngài trở thành một cái vị mà gọi là thông thái. Như vậy là những cái ba la mật hạnh của ngài, đó là những cái túc duyên mà trở thành cái sự thù thắng như vậy, trở thành một cái vị Phật tổ, một cái vị toàn giác như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái hành trình của phúc hành nó rất là quan trọng. Chúng ta khen mình chê người đó, nó trở thành cái tâm bất thiện, một cái tâm gọi là tham có ngã mạn, tự tôn tự đại, tự tán quỷ tha, coi mình là số một. Và chúng ta đó là người Phật tử học Phật Pháp để biết được những cái điều mà Đức Phật có bài kinh. Thường thường thì giờ quý vị thấy ở đời bây giờ nó có nhiều nhiều người đó, họ thực hành với cái mục đích phi chân nhân, họ hành cái pháp với mục đích phi chân nhân. Có nhiều người họ không nhận tiền, họ không mang dép, họ không không có nằm, họ mặc một bộ ăn một lần, nhưng mà họ đi đâu họ cũng tuyên bố Phật tử là họ là người chư tăng, không có ai mà có thể giống như họ. Họ là người thành tựu giới, thành tựu giới. Quý vị thấy những cái họ nói như vậy đó, mình nghe rất là mất cười quý vị. Họ không biết được những cái điều cần biết. Bởi quý vị thấy trong Thanh Tịnh Đạo đó có những cái câu chuyện của các vị trưởng lão. Cái vị trưởng lão này cũng là hai cái vị đi tu thôi. Một vị ăn một ngày một lần, một ngày một lần. Nhưng mà cái người vị tỳ khu em đưa cái mía thì vị tỳ khu không có nhai nước mía. Thì vị tỳ khu em hỏi rằng sư huynh hành ăn một lần sao? Thì vị này xước mía để ăn. Xước mía ăn thì vị kia không có nói hành một ăn một lần. Vị này với mục đích là thiểu dục tri túc trong cái vị hành đầu đà, không có cho người ta biết mình hành ăn một lần đó để mình diệt trừ cái lòng tham ăn của mình thôi. Nhưng mà nếu ai biết đó, nhiều khi họ đi họ nói với người thiện tín, vị đó hành cúng dường, vị đó có phước nhiều, vị đó cũng sợ bị tỳ khưu như vậy, hay là những người thiện tín như vậy. Vị này hành với cái hành mục đích để đoạn trừ tham ái, mà nếu mà vì cái mục đích đó mà người ta biết mình nhiều quá đó, rồi ta tôn xưng mình làm sư phụ, là thầy của họ, mà họ thỉnh mình đi tới chỗ này chỗ kia, họ tô cho mình một cái lớp phấn, lớp son, rồi cuối cùng mình bị cái tự ngã của mình đó, bị cái danh tiếng đó, bị cái lợi lộc đó, nó sẽ giết mình chết. Nên Đức Phật Ngài nói rằng nếu một người mà thực hành rồi người ta tán thán mình, rồi mình cũng dính mắc vào sự tán thán đó, hoặc là mình tự tán thán mình rồi phỉ báng người khác,
đó là một cái sự bệnh hoạn, không có thể nào trở thành bậc chân nhân được, không có thể nào giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, vì vị đó còn bị cái tâm tham ngã mạn. Bởi cái tâm tham mà ngã mạn là sự so sánh, là so sánh mình với người khác, mình bằng người khác, hơn người khác hoặc là thua người khác. Thua ý bằng, thua ý hơn, bằng ý thua. Hơn ý bằng, hơn ý thua. Chính cái cách ngã mạn này, đó là cái tâm tham mà có cái sở hữu ngã mạn. Bởi thường thường quý vị thấy tâm tham á, nó hợp với sở hữu tham, nó hợp 8 tâm tham. Sở hữu tà kiến nó hợp với 4 tâm tham hợp tà. Ngã mạn nó hợp với 4 tâm tham ly tà, có thể có hoặc có thể không. Khi mà mình so sánh thì nó có cái tâm tham ngã mạn, nhưng mà nếu mình không so sánh thì nó chỉ là tâm tham thôi, nó chỉ dính mắc vào những cái đó. Ví dụ như thường thường chúng ta nói dính mắc là sao? Ví dụ mình hành đầu đà, mình ăn một ngày một bữa, người ta biết mình như vậy, người ta khen tặng mình như vậy, mình có lợi lộc, thì như vậy mình dính mắc vào cái đó, nó cũng là tâm tham. Hoặc là cho đến khi đó, quý vị thấy trong kinh điển các vị có thần thông, nhưng mà nếu mà vị nào sử dụng bát xứ mà đi, bỏ xứ một đi với mục đích gì, nếu mà người ta đi tìm mình không đó, người ta coi thường chư tăng, điều đó không nên. Vì mình tu được á, cũng nhờ chư tăng, mình có sám hối được á, cũng có chư tăng để mình sám hối, mình có tu tập được đó, cũng nhờ có chư tăng để mình tu tập, mình có thành tu đó cũng nhờ chư tăng. Bây giờ đó mình đạt được cái thần thông, mình làm cho mọi người chỉ biết mình thôi, không biết chư tăng, điều đó cũng không nên. Nên quý vị thấy một cái vị tỳ khưu đó mà có thần thông rồi, vị đó sử dụng thần thông rồi đó, vị đó cũng bỏ xứ mà đi, không có ở đó nữa quý vị, đi xứ khác mà ở. Như vậy mới nói lên cái ý nghĩa của cái bậc chân nhân. Còn nhiều khi quý vị thấy ở đời bây giờ đó, người ta có địa vị, có chùa chiền, có một cái sự thông thái, có sự hành trì đầu đà nào đó, thì họ phô trương, phô trương. Và thường thường quý vị biết đó, những giống như những cái loài chim đó, nó bị người ta bắt vì nó màu lông sặc sỡ. Những cái người mà họ hay tô son mình đó, nó dễ bị mắc. Mà ma dương ý nghĩa là gì? Là những cái danh lời, cái cung kính, những cái lời đắc. Đó là cái hiệu quả mà Đức Phật Ngài dạy trong phẩm chân nhân đó. Đó giống như con ngựa mà nó mang thai, nó vì cái thai đó nó sẽ trì trệ, nó không còn tiến bộ được. Cũng như cây tre mà nó trổ bông nó sẽ chết, như cây lao nó ra bông nó sẽ tiêu, chuối nó trổ hoài nó sẽ chết. Người nào mà dính vào cái đó cũng giống như vậy. Nên trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân này đó, cho chúng ta một cái góc nhìn toàn diện của Phật giáo về cái tư cách tu tập. Một cái người tu tập đó, dù mình có được cái gì đi, nếu mình dính mắc vào đó là mình tham. Nếu mà mình lấy cái đó để mình phỉ báng người khác, đó là ngã mạn. Mình khen mình, chê người, những cái bất thiện. Và đó là những cái bất thiện rồi đó. Nó là bệnh hoạn, nó là không khôn khéo, nó là không, nó là lỗi lầm, luôn luôn cho ra quả khổ, không thể nào là vui được. Nên đó, một cái người cư sĩ đó, chúng ta nhìn vào cái sự cúng dường chư tăng. Cúng dường chư tăng là cúng dường tập thể, đó là cái sự phước báo công đức to lớn. Còn bây giờ mình cúng dường một người nào đó cũng chỉ là cá nhân tiện thí, tâm tư mình vẫn hạn lượng, cái sự hiểu biết đó cũng vẫn hạn lượng, cái thành tựu quả báo cũng bị hạn lượng. Khi nào cúng dường cho tăng bảo, tác ý cúng dường đến tăng, đó là tác ý đúng đắn, và cái sự đó nó mang lại cái kết quả lớn lao cho cái người thí, và cái người thí đó là người có trí mới thí như vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng trong cái bài kinh chân nhân này, với cái mục đích của Đức Phật Ngài dạy đó, là tất cả vị tỳ khưu đó, dù là một cái bài kinh chân nhân này thôi, nhưng mà nếu mình hành trì theo cái bài kinh này trọn vẹn đó, mình cũng đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, không dính mắc vào những cái gì mà mình có được, mà mình chỉ biết đó là cái giai đoạn để vượt qua. Giống như người bước lên cái thang thứ nhất, nhờ nhất để bước lên cái thang thứ hai, nhờ sơ thiền mình chứng nhị thiền, nhờ nhị thiền mình chứng tam thiền, nhờ tam thiền mình chứng tứ thiền, nhờ tứ thiền mình chứng không vô biên xứ, nhờ không vô biên xứ mình chứng thức vô biên xứ, nhờ thức vô biên xứ mình sở hữu xứ, nhờ vô sở hữu xứ mình chứng phi tưởng xứ. Hay là mình nói rằng mình nhờ mình học kinh đó, mình hiểu pháp, mình hành trì cho đúng đắn, chứ không phải mình học nhiều bài kinh đó, mình đem mà ra mình khen mình chê người,
không, mục đích đó học kinh đó, để mình hành trì thôi. À, mình trì luật á, để cho tâm mình thanh tịnh, để cho tâm mình không bị rây rứt thôi, chứ không có nghĩa là mình trì luật á, để mình đem ra mình phô trương cái bản ngã của mình. Nó không phải vậy. À, nó không phải là cái sự phô trương bản ngã của mình. Như vậy á, thì thấy á, Đức Phật ngày dạy rất là rõ ràng về vấn đề mà chúng ta hiểu về cái lời dạy của Đức Phật. À, từ cái chân nhân và phi chân nhân. À, nên á, quý vị thấy ở trong cái những cái vị tỳ khưu đó có nhiều vị học rất là giỏi, tới xin với Đức là cho những vị sa di, những vị tỳ khưu làm thị giả cho mình. Cái đó là cái học pháp, nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng vị này muốn có như vậy đó là muốn lấy cái đó để mà mong mỏi được cái lợi đó. Đức Phật ngài không chấp nhận ba ngành, không có chuẩn hành. Tại sao như vậy? Vì nếu mà vị đó nói đúng pháp đúng luật đó, thì Đức Phật ngài sẽ biết được cái tâm Đức Phật, biết được tâm của vị đó với cái mục đích trong sạch. Nhưng mà nếu mà người đó đích bận nhơ đó, bất luận cái điều nào đó mà với cái tư tưởng bận nhơ đó, Đức Phật đều từ chối. Sao? Vì nếu mà giống như là ai cận người đó đó, nó sẽ hư hại. Và Đức Phật ngày tán thán người đó đó, nhiều người khác đó họ y cứ vào cái người đó họ bị hư. Nên có nhiều khi á, chúng ta rất là khó mà chúng ta hiểu được. Trừ khi nào chúng ta hiểu với cái, như là Đức Phật này đã hiểu với cái tâm của mình, tâm của Đức Phật, biết được tâm những vị tỳ khưu. Nhiều khi quý vị là người Phật tử ngủ gì đấy, trong luật á, có những cái mà mình không hiểu được, mình thấy Đức Phật ngày sau ngày lại ban hành những cái học giới. Và những vị tỳ khưu làm guốc, mang guốc đi lập cộp thôi, Đức Phật ngày cũng ban hành những học giới. Tại sao? Vì vị đó, muốn phô trương cái cách của mình, cái phong cách của mình, hay là cái tư cách của mình, hay là cái hội chúng của mình. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó họ có cái tư cách phô trương, nhưng mà Đức Phật á, ngày dạy cái sự tu tập thiền não, chứ không phải là chúng ta phô trương cái thanh thế, nó không phải vậy. Chính vì điểm đó nên trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân này cho chúng ta cái tầm nhìn xả ly, cho chúng ta hành trì để xả ly, chứ không phải để dính mắc. Vì nếu mà chúng ta dính mắc như một người mà càng đi xa càng mang nặng, mà càng mang nặng như vậy thì không thể nào đi xa được hoàn hảo. Ý nghĩa của Đức Phật là như vậy. Nên thường thường quý vị thấy rằng mình ở trong một cái giai cấp tốt á, vua chúa đó, mình đi xuất gia để cho người ta thấy vua chúa như vậy, nhưng mà rồi cũng đâu có đem gì theo được, chết rồi cũng bình thường thôi, cũng tái sanh theo nghiệp của mình, theo hành động của mình. Thì đó là cái việc tốt. Nhưng mà nếu mình lúc đi xuất gia, mình khi dễ người ta vì nghèo khổ hay là vì đói khát đi xuất gia, mình vua chúa, mình xuất gia mình cao thượng hơn, mà nó phô trương tự ngã, nó không có phù hợp để đoạn trừ phiền não. Vì điểm đó nên Đức Phật ngài mới dạy, dù là chúng ta có hành 13 cái hạnh đầu đà, chúng ta có ở mồ địa, chúng ta có mặc tam y, mặc y phấn tảo, hoặc là khất thực ăn một lần một ngày, hoặc là ngủ dưới bóng cây, hoặc là ăn đi khất thực mà ăn, dù là những cái điều đó nhưng mà nếu mà mình tự khen mình mà chê người đó, Đức Phật nói là người đó không thể nào giác ngộ giải thoát được, vì cái mục đích của người đó đã sai lầm rồi, mục đích đó đã lệch lạc rồi, và cái mục đích đó không có trong sạch, không có nhận diện được ma phiền não, không nhận được cái phiền não ma, chính cái phiền não sẽ đánh vì nó không có tiến bộ được. Chính vì điểm đó chúng ta thấy ở trong cái bài học này đó, Đức Phật ngài nói dù là chứng thiền sắc như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà nếu bị đó không cái ý mình thành tựu được sơ thiền, việc những người khác không được, mình tối thượng hơn họ, thì điều đó đều là bình quản hết, nó không phải là bậc chân nhân. Mục đích của sơ thiền là ly dục, để an tịnh tâm ở trong cái chi thiền là định, nó đè 20 cái thôi. Hỷ nó đè được sân độc cái, lạc đè được trảo với cái, tầm đè khôn đồng thị miên cái, tứ là đè được hoài nghi cái. Nó chỉ đè được những cái tiền cái đó, nhưng mà mình giống như một nấc thang để bước lên nấc thang nữa, hay là một đoạn đường để tới đoạn đường kế tiếp, cuối cùng đến một thành phố. Mà nếu mà mình dính lại ở chỗ đó thì coi như mình chậm chân ở đoạn đường đó, và mình bị mắc
giống như đạp gai, đạp gai vào cái chân rồi không thể đi được, mình sẽ dính ở chỗ đó luôn, mình ở luôn, không có tiến bộ nữa. Thì cái tâm tư mà Đức Phật Ngài muốn nói về cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân, cái ý nghĩa của nó, dù là chứng thiền sắc nhưng mà để thiền vô sắc, dù là chứng thiền vô sắc nhưng mà để tu tập thiền diệt thọ tưởng định, để đạt niết bàn thanh tịnh trong cái diệt thọ tưởng định đó, để đoạn trừ những cái kiết sử lậu hoặc, những cái dục lậu, những cái hữu lậu, những cái kiến lậu, những cái phụ, nói chung là những cái sự phiền não, những cái phiền não lậu hoặc, những cái kiết sử, những cái dây cột trói, những cái cây gai mà dính vào không có đi được nữa. Thì những cái điều đó Đức Phật Ngài mới nói lên cái ý nghĩa, với cái mục đích là mình tu tập vượt lên, tiến bộ lên, chứ không phải là ôm ấp cái đó để thỏa mãn, để dừng chân trở lại, mà luôn luôn lúc nào cũng phải tiến lên. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì con nghĩ tự trung đó, là cái chi pháp đó, Đức Phật Ngài muốn nói là những cái thiện pháp để tiến bộ, chứ không phải những cái thiện pháp để cho sanh lên cái bất thiện pháp. Có nghĩa là thiện trợ thiện cảnh duyên, chứ đừng có thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên, do cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà do những cái gì mà mắt thấy tai nghe, những cái gì mà được danh lợi, quyền lực, hoặc là những cái hạnh thông thái, hay là những cái giỏi gì về tam tạng thuyết pháp, hay là đầu đà, hay là những cái thiền chứng mà trở thành tự tán quỷ tha, điều đó không có mang kết quả ý nghĩa tụ trung ở trong cái bài hai phần trình bày. Con xin trình bày như vậy. Còn lại gì mà không có hoàn hảo lắm sẽ là những cái câu thảo luận của quý ngài để mở rộng cái ý nghĩa của bài học này cho đạt được cái kết quả tốt đẹp nhất. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ từng tòa Từ Siêu, từng tòa Nhật Đẳng, từng tòa Pháp Tân, từng tòa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Tông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Bây giờ thì con xin mít lại để từng tòa tiếp tục. Dạ, thưa quý thân, từ tòa Pháp Đăng, bạch Chư Tôn Đức và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước khi bắt đầu thì xin được hỏi là thưa tòa Từ Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa về sứ trình, thưa tòa Quan Hỷ để trả lời cho cô thảo luận đúng. Dạ, bạch Chư Tôn Từ Siêu, khi nghĩ đến chuyện mà mình dây người tương đối rất là phàm phu, rất là thô thiển, ngay cả đến một vị chứng thiền rất là cao như phi tưởng hay là có những thành tựu như hạnh viên đồ đà chẳng hạn, mà vẫn còn có cái chuyện tự đáng quy tha. Phải chăng tự đáng quy tha là một hình thức của mạng tùy biến không? Cái tính thưa tòa Khoan Hỷ giải thích rõ về điều này. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, Chư Tăng. Kính thưa quý vị, sự tự tán quỷ tha, khen chê người, đó đúng là hình thức của cái tâm kiêu mạn, tự hào, tự phụ, đang ngủ ngầm, đã tiềm ẩn do cái thường cái duyên ở quá khứ
hay là trong đời sống. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái mạng từ bi này, cho đến khi nào chứng A-la-hán thì mới đoạn trừ được cái mạng tình biên. Còn như đối với bậc hữu học thì vẫn còn cái mạng tình biên, đừng nói chi là phàm phu. Nên cái chuyện mà một vị tỳ kheo xuất gia từ cái giai cấp cao quý, từ một gia đình giàu có, là một người được nổi tiếng, hay là vị tỳ kheo là người giữ giới và hành đầu đà, thậm chí đắc tiền, thì mạng tùy biên vẫn còn để đưa đến cái tình trạng gọi là tự tánh nghĩ tha. Cái đó là một điều đương nhiên, là bởi vì mặc dù cái pháp tu tập đó là một thiện pháp, và cái pháp thiền đó cũng là một pháp, một pháp cao quý, nhưng mà những cái pháp thiền này hay là những cái pháp thiện dục giới thì vẫn còn là các pháp hiện thế lục giác. Mà hãy còn là pháp hiện thế đó, tất nhiên phiền não Sankilesika thầm mắt của lậu bọc phối phượng vân vân. Cho nên nếu mà tu tập và chúng ta chỉ mới đạt được cái thiện hiệp thế thì cái chuyện mà khởi lên mạng tiệm biên đó là cái chuyện tất nhiên. Nếu những ai có cái sự cố gắng nỗ lực tác ý để loại trừ thì dần dần cái mạng tình nghi đó. Thì như vậy trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giáo Rắn vừa nêu, là phải chăng tự tánh ngụy tha là hình thức của mạng tình nghi, và tại sao những vị có thiện chứng rất cao vẫn còn tự tánh ngụy tha? Thì chúng tôi đã trả lời như vậy. Xin nhắc lại là tự tánh ngụy tha đúng là một hình thức của mạng tùy miên. Còn những vị mà đắc thiền chứng rất cao còn tự tánh ngụy tha bởi vì hai lẽ: một là cái pháp thiền đó vẫn là cái pháp hiện thế cảnh của phiền não; hai là đối với vị mà đắc thiền, cho dù rằng đắc thiền hiện thế nhưng mà vẫn là phu hay là bậc hữu học thì
đương nhiên là chưa đoạn trừ được mạng tùy nghiên thì nó vẫn có phát sanh lên ít hay nhiều. Chúng tôi xin được trả lời với một trường tội bản như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Nhưng mà thượng tọa thượng siêu hình như là thượng tọa có phần câu hỏi sau thượng tọa chưa có đọc, thượng tọa có thể giải thích là tại sao có những mà tu tập trình độ rất là cao, dạ, trình độ rất là cao, thậm chí đến thiền phi tưởng phi tưởng nữa, mà Đức Phật ở đây ngày vẫn đề cập đến còn mạng hình thức này hình thức khác, thì từ đó thì giải thích tại sao là một vị có thiền chứng cao mà mạng tùy biên vẫn còn không? Cái thỉnh thượng tọa. Thượng tọa chắc đắng, thượng tọa hỏi nói chúng tôi là như là chúng tôi không có đọc cái câu hỏi cái vế sao, còn chúng tôi thì nói rằng không có nghe được cái phần sao. Quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không ạ? Quý vị có nghe được chúng tôi nói rồi đó không? Yeah. Trong cái câu này chúng tôi đã trả lời hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất, phải chăng tự tác nguyện tha là hình thức của mạng tiền điên? Thì chúng tôi nói đúng là như vậy, tự tác nguyện tha là hình thức của mạng tiền điên. Và chúng tôi đã trả lời cái vì sao là tại sao những việc có thiền chứng cao vẫn còn tự tánh tha, thì chúng tôi nó có hai cái trường hợp. Một là thiền chứng, dù cho thiền chứng phi tưởng huy tưởng đi nữa thì nó vẫn còn nằm ở trong cái pháp gọi là cái pháp hiệp thế lục giác, mà pháp hiệp thế thì vẫn là cảnh phiền não, cảnh của cảnh lậu, cảnh bọc, cảnh phối, cảnh phược, cảnh trì. Và những vị mà có thiền chứng cao, nếu các vị đó chưa phải là bậc A-la-hán thì đương nhiên là vị đó vẫn còn cái tự tánh vị tha, tức là vẫn còn mạng tiền nghiêng. Bởi vì chỉ có khi đắc, chỉ có khi nào đắc quả rồi đó thì ái sắc hay vô sắc, mạng phóng dật và vô minh mới đoạn trừ thôi, chứ còn là phàm phu hay là thánh không học, là bậc không học thì vẫn còn, thì vẫn còn cái mạng tiền nghiêng. Chúng tôi đã trả lời như vậy và xin lặp lại, xin kính thỉnh thượng tọa giáo đoàn trở lại. Ở trên tòa thời xưa như vậy chúng ta thấy rằng mạng hầu như nó có mặt ở trong tất cả những cái chúng ta, nếu chúng ta không khéo. Thì chúng ta nói trong giờ phút hiện tại mình đang sống, mình là phàm phu ở đây, mình cũng có một số các thành tựu trong đời, nhưng mình có cái kia chẳng hạn, thì cái cách nào tốt nhất để chúng ta giảm thiểu, chúng ta không nói đoạn lại hoàn toàn, nhưng mà giảm thiểu cái mạng tùy biên, xin cái thiên thượng tọa hiện trở lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, để giảm thiểu cái mạng tiền nghiêng,
chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta tu tập mà Đức Phật đã dạy, cũng như các vị tôn giả tinh văn đệ tử Phật ngài cũng dạy. Thức chất ở đây là chúng ta nhắc đến cái cách mà của các vị tôn giả như là tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta, ngài có dạy các vị tỳ kheo rằng một vị tỳ kheo tu tập cần phải hay là nên quán sát tự thấy mình như là người không có giai cấp, hoặc là thấy mình như là một người ở cái giai cấp thấp nhất xã hội, là giai cấp Thủ Đà La. Hoặc là một cái vị tỳ kheo cần phải tu tập mình như là một người ăn xin hèn hạ, bây giờ ta không còn là người ở giai cấp Sắc Đi Lị hay giai cấp Bà La Môn nữa, chứ như vậy đó, thì nó sẽ giảm thiểu được cái mạng tình niên. Hoặc là chúng ta tu tập như cái cách của tôn giả Moggallana, ngài dạy trong Tư Lượng Trung Bộ Kinh, ở trong cái quyển 1 mà chúng ta học qua đó, thì trong đó 16 cái ác pháp, trong đó có cái mạng kiêu mạng, hay là trở thành người khó dạy, hay là trở thành người tự tán quỷ tha thôi. Vị tỳ kheo tư lượng rằng người khác có cái sự kiêu mạn, có sự tự tán quỷ tha, ta không thích người đó. Như vậy thì nếu ta là người kiêu mạn, tự tán quỷ tha, thì người khác cũng sẽ không thích ta. Cứ nghĩ vậy, này chư hiền, vị tỳ kheo phải đoạn tận cái pháp tự tán quỷ tha ra đi, tức là bỏ đi, bỏ cái tánh mà hay khen mình và chê người á. Chúng ta luôn luôn tự phải tư lượng như vậy. Cái cách nó cũng hay thưa quý vị. Còn khi mà chúng ta tu tập như Đức Phật ngày đây đó, cho tôn giả Mê Khi Giá về bốn cái pháp tưởng bất tịnh, tu tập để đoạn trừ tham, từ tâm tu tập để đừng sân hận,
niệm hơi thở, tập tu tập về niệm hơi thở để đoạn trừ tầm tư, tức là cái sự nghĩ ngợi, và quán vô thường để nhổ lên mũi tên mạng tiền miên. Thì như vậy, khi mà chúng ta chịu khó suy xét thường xuyên ở đời phụ du là giả tạm, vật đổi sao dời, cái gì nó cũng có rồi nó mất, dù cho mình được danh được lợi, hay là mình ở, mình xuất thân từ một cái giai cấp cao, giai cấp quý phái quan trọng, hay là được người khen ngợi, vị mới có đạt được những cái thiện pháp. Tôi tất cả đó rồi cũng sẽ phải vô thường, cần có, cần phải biết có những việc cần phải làm hơn, cho đến khi đạt được cái sự giải thoát. Thì khi mà chúng ta suy xét cũng vô thường, quý vị, cái mạng chắc cũng có, cho nên ở đây đó, chúng ta dựa vào những lời dạy của vị A-la-hán Thanh Văn, đệ tử Phật, và lời dạy của Đức Phật, chúng tu tập như vậy thì chúng ta sẽ giảm trừ cái mạng tiền miên, thưa quý vị. Chúng ta sẽ dừng nói gì nếu mà chúng ta nghe cho có nghe, nghe rồi bỏ, thì suốt cuộc đời chúng ta mạng tiền vẫn ngủ ngầm, vẫn tiềm ẩn, hễ có cái gì một chút tự thì chúng ta khởi lên cái sự tự hào, tự mãn. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó, chúng ta suy xét cái pháp vô thường mỗi ngày, hay là chúng ta tự tư lượng bản thân mình, người khác họ có cái tánh đó mà mình không thích, có cái tánh đó thì chắc người khác cũng không thích, hay là chúng ta suy xét tại sao là Phật luôn luôn mình cảm thấy mình đặt mình vào trong cái cảnh mình giống như là một kẻ nô lệ, một kẻ, một cái sắc thân bệnh tật vân vân. Khi mình suy xét thì mà, hoặc là giảm thiểu ít đi, cái cách tu tập nó cũng hay lắm thưa quý vị.